Dạ chào mọi người nha, hôm nay thì mình đang ở tiệm trà sữa Mộc ở chỗ công viên Cái Bè á. Thì đây có cái menu nè ha. Đây có trà sữa nè ha. Trà sữa đây có size nhỏ, size lớn, size M, size L là 25, 30 và có cái loại là 20, 35. Đây là cũng có rau má nè ha. Rau má 15k. Đây sữa chua. Đây là soda, là sữa tươi. Cà phê sữa đá có 10, 15 nè. Và trà nè. À, đi xuống uống với bạn á, có gì em tên gì quên rồi, cái này nó phục vụ đây quay chơi, đây Quang Hảo quay đăng rồi. Cô Lâm đúng rồi, Lâm Quang Hảo có gửi cho chị kia coi á. Đây tìm cho, đưa điện thoại đi tìm cho, đây đi tìm cho, cảm ơn nha Lâm. Đây uống ly, đây là gì, trà đào Mộc á, nó kêu rau má hả. Đây tôi quen thuộc, không quen không chửi. À, mình mời mọi người cùng thưởng thức đi rau má. Đưa điện thoại đây hồi. Đưa điện thoại đây kia cho. Thì chủ quán kìa. Muốn thử à. Rau đạt có muôn đẹp. Ngon không? Ngon không? Ngon. Tôi quay tôi. Ngon. Nghe tôi quay tôi nè đó. Mời mọi người muốn thử như vậy đó. Ngon. Có miếng đào nữa nè, để quay lại coi người ta mua quá trời luôn kìa. Uống trà sữa Mộc Smoothie, qua đây coi người ta làm mà nấu. Hồi đây có cup spin nè mọi người. Không, lần trước có quay để tí gửi cho coi, tí đưa một tí mượn điện thoại đi. Thôi, trà sữa trân châu nè mọi người. Đây là nổi tiếng với mấy món trân châu trà sữa. Ô, làm xuống đây luôn hả trời? Ê, thiệt luôn hả? Làm phục vụ luôn hả? Lỡ bỏ rồi. Vậy để làm ly này cho người ta thảo luôn. Trà sữa Mộc kìa. Có tấm pin đầy đủ luôn đó. Tự nhiên bữa nay xuống gặp người quen trên Hòa Khánh. Ôi, phục vụ ở đây hả? Này chị, bữa em gửi link cho chị coi á, chị nhớ không? Thấy không, chị đó có coi kìa. Có lên kênh không? Dạ. Đây đi, đưa điện thoại đi em gửi cho chị. Chị này muốn coi mà không thấy. Hình như là có ở trên cái bài viết bà đăng của mình. Đây, đây em hỏi đi, em gửi em chắc là ra liền rồi. Em xuống đây em làm người ta dâm. Dạ. Có Lâm phục vụ nè. Lâm Dung. Ôi này người ta mua mang về đông quá. Buổi tối đây uống rất là mát mẻ ha. Đây đi dưới người Đại. Rồi trà sữa Mộc. Xe trà sữa siêu đắt ha. Beauty. Trà đào này là loại size lớn á, hình như là nãy mình nhớ là 20, 25 gì phải không? Đó, thì mời cả nhà cũng muốn thử ha, đây là có miếng đào rất là ngon. Đây là rau má hả? Rau má. Rồi, uống thử rồi. Nữ đi review. Đi nè. Chí tận nơi luôn bị đạn. Đây mát mẻ quá ha. Mát. Rồi mấy đứa nguyên bạn đây luôn rồi. Đây này uống đây cũng thú vị. Lâu lâu mới có dịp đi Cái Bè uống cà phê. À, bên trà sữa Mộc có một cái bảng quảng cáo, bên đây là bên trà sữa Mộc rau má thiên nhiên natural, và đây có số điện thoại để mọi người liên hệ nè, có ship tận nơi luôn nha cả nhà. Bên kia cái xe đó là đậu bên kia, còn bên đây là trên phía hè thì mình ngồi để uống. Mặt bàn ngồi đây, bên đây mình đi dưới thằng Đạt làm. Ủa, ở đây bán từ mấy giờ tới mấy giờ vậy? Từ buổi chiều á, 40 giờ hả? Tới tối luôn, 11 giờ. 10 giờ.
Không biết giờ bán nay có phục vụ mới nè. Tiễn đường phía đằng này hay gì hả? Siêu mẫu luôn hả? Trời ơi, cao 1m83. Ghê lắm. Tiêu chuẩn đây là phải cao vậy đó. Cao mới được hả? Cao nhưng dài mới được vô đây bán hả? Đúng rồi. Trời ơi, topping nhìn hấp dẫn quá. Giờ bán qua 4 giờ chiều. Bữa nào chiều lại đi xuống đây uống cà phê được. Còn cái này ngon quá, hấp dẫn. Quá trời luôn. Đầy đủ mẫu mã luôn, có chiếc xe này đẹp quá. Chiếc xe này nó bộ không thiết kế bao nhiêu tiền vậy trời? Biết không, biết không? Chủ quán, chiếc xe này luôn làm hết nhiêu tiền chiếc xe này vậy? Trời, 70 triệu. Chiếc xe đẹp quá trời luôn luôn. Đây có số điện thoại nè mọi người. Có số điện thoại nè. Ship tận nơi luôn á. Ủa cái menu đâu, cho anh lại cái menu quá. Đấy, mình có cái menu ở đây. Có thằng Lâm nó phục vụ nữa. Ôm xuống này phục vụ thiệt luôn á Lâm. Trà sữa, dao má, sữa chua, soda. Mức giá dao động từ 15 đến 25-30 á. Đường đen, trà. Đại lý bia mà sao tự nhiên đi phục vụ vậy, cổ vậy. Ủa trả rồi. Đại lý bia. Đây là đại lý bia trong cái thiên nha mọi người. Đi uống trà sữa hả? Dạ, giới thiệu mọi người, đây là cậu chủ của xe trà sữa nè, Mộc nha. Cậu chủ. Cậu chủ tên gì cậu chủ? Rồi cậu chủ ngồi im liệt quá. Rồi đây nha. Lâm phục vụ. Chiều bữa nào xuống đây phụ luôn hả Lâm? Dạ. Cổ liên này màu đẹp vậy. Đẹp ghê vậy. Ly đó ly gì hấp dẫn nha Lâm? Chà vô tầm. Bừng bừng nha. Chà vô tầm hả? Đã quá ta. Đẹp, bao đẹp luôn. Hấp dẫn. Này mọi người có xuống cái bè thì có thể ghé chỗ ở công viên cái bè uống thử trà sữa Mộc nha. Có nhân viên phục vụ tận bàn luôn nè. Dạ, nếu mà mọi người có dịp đi xuống dưới cái bè thì có thể ghé chỗ công viên cái bè. Ở đây là rất là mát mẻ ha, vừa ngồi uống nước dễ khát mà vừa có thể trò chuyện tán gẫu cùng bạn bè. Thì dưới công viên cái bè này nay là trời hơi mưa, không khí rất là mát mẻ ha. Buổi tối thì rất là vui kìa, đằng vòng đằng phía trước là cũng có bán đồ ăn đồ uống kìa, bánh tráng trộn, bánh tráng nướng kìa. Còn đây thì mình có thể vừa uống cà phê vừa thư giãn. Đó, công viên này rất là mát luôn, chiều thường thường nhưng mà không có mưa kìa. Phụ huynh là dẫn con nít đồ đi qua bên đó tập thể dục rất là nhiều. Thì rồi uống ly trà nhâm nhi, có thể là đọc báo đó. Rồi bấm điện thoại, đây có wifi ở đây luôn nha mọi người. Đặc biệt là ngồi ở đây cũng có wifi luôn. Đây, nãy mình ngồi ở đây là cũng có wifi. Có wifi luôn, để cho mọi người thể đọc báo, rồi thư giãn, và lại cái chỗ quán trà sữa di động nha, cà phê Mộc. Khách đã uống lai gai. Đây, nãy mình uống ly trà đào.